ra mình cũng không hiểu. Hiểu để làm gì giờ, không cần hiểu không? Đấy là chỉ là cái tên thôi. Để lên YouTube search cái đã. YouTuber à? Search xong rồi, con này chết này. Follow ai vậy? Ôi, chuyển sang số 4 đi. Theo dõi số 4 đi. 4 nhảy đi. Ui dồi, theo em làm vậy. 4 chạy đi. Chim mơ chứ. Làm gì vậy? Chờ chờ chờ. Là chim mơ là phải bao giờ cũng phải đi lẻ đi trước, hiểu không chị? Để có video. Thế à? Ghét quá. Đi làm đó có, có hai đứa. Có hai đứa thôi. Quay lại tôi chơi luôn. Đi với cả hai đứa mà em qua ba kho nữa rồi. Có hai đứa qua ba kho. Có cái bị lạc chiều tao nha. Tao sợ chị. Tao đỡ mày giúp tao đi đầu. Ui, bốn đứa. Ôi, cái gì bị lát vô? Bị lát vô, em bị lát vô. Mấy thầy biết rồi. Ủa hay là bên em cao á, ui rồi. Chơi game với một cái mạng thật là tuyệt vời. Tức sắc. Má bè chùm mấy sao trời. Hai thằng hả? Nước 1. Chơi đi. Ui dồi. Sao chim mơ lát, YouTuber phải làm việc ngay. Qua luôn này. Lên đi, lên đi. Nước 1 ở góc nhà nhé. Cầu thang, trên cầu thang này. Ok luôn. Mình lên này. Lìa, 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 lìa. Ok. Phải nồi, đang chơi máy chủ không phản hồi ạ. Ừ, mình cũng bị thế mà. Game trước mình bị thế mà. Cách ai bây giờ? Chấm màn thôi. Nhiều màn. Vì còn không có máu nè. Chơi game dở điền giấy ta. Kìa, yeah, máu ở dưới kìa. Em đâu em? Không nói gì vậy? Ướt ở phía dưới. Có người nhá, bên kia nhá. Không nói gì vậy? Một team luôn, trước mặt luôn. Máy khắc kìa. Chả xíu, nhìn nói gì. Chưa lát được nào. Lát, lát bắn không được. Rồi. Đây, 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 mang này đâu vô. Để em không lấy. Đây, đây, sẽ chim mơ gáy rồi. Nghe để em làm việc nè. Một thằng thôi, đủ mấy thằng này cũng sờ chim ơi chị ạ. Hai thằng, nãy chị thấy hai cái dù lận. Mày nó nằm rồi. Gần đốc rồi, đốc luôn, chết luôn, đi luôn. Chim mày. Có một đứa, có một đứa. Oh my god. Đứa nào nữa? Thế hai đứa mà. Đi mà. Ừ, amazing good job à. Ấy, có đứa trong nhà mình luôn này. Thế là rõ rồi. Mà bốn bên đây nè mọi người. Enemy's death crate. Em có rồi. Nó đang trôi mà nó đứng nghiêng ngả em biết rồi. Trời lại mưa. Trời lại đổ mưa, như mưa trong lòng. Úi trời ơi, ca sĩ, ca sĩ. Nói giờ là chạy một bộ. Tâm trạng hiểu không? Tâm trạng những người chạy bò. Có mở bốn ở đâu ấy? Bốn chăm sóc con bó đấy. Ờ, mở nát quá, nát quá, không nhắm hả? Nát quá, em nát quá. Hát kiểu sợ nó giật 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 kiểu. Trời. Mà bốn nữa này. I got supplies. Như thế của tôi lắm. Bạn đi gặp toàn mùa bốn mình gặp phải cũng không gặp được. Ai có dư máu gì đi. Máu bên đây ngập tống rồi chị. I got supplies. Nhà ba kho đã nút đâu, ba kho thì... Ừ, ba kho có người nút. Ba kho ai nút rồi? Có người nút rồi. Tôi nút rồi. Ráng chưa? Ráng chứ chị. Nó lụm nó gạt gò luôn sao.
lát thôi. A resort y. Ok. Đừng ngay test nhân phẩm gái xem nó dạo này ăn ở như nào. Vã trưởng nói xong đi luôn. Bảo đứng gần test nhân phẩm cái. Đúng rồi, chưa nói xong dứt câu luôn đấy. Nốc luôn đấy. Nó biết mà, ý là Red Zone nó biết đấy, nó bảo là ủa thôi, lại gáy to à. Quả vào mồm cho một cái, thế là đi luôn. Sao nó không cho thêm quả nữa nhỉ? Đang uống nước, xong rồi nói. Đó, đang uống nước ngoài khu vực bo. Nó chạy vào rồi. Dạo này Red Zone nổ chuẩn phết. Mấy đứa nữa kìa. Tôi có... Thôi im lặng. Thôi im lặng. Không có nước, bây giờ phải đi bắn thêm mấy người nữa, có đồ. Cho Red Zone xem mình nổ được em. Trời, em đứng đây là đố nó nổ được. Em ngoài Red Zone mà em nói gì á? Em đi ra mới em nói rồi, mở cho nó nói là nổ. Sợ quá, thì được. Tại vì Red Zone này nhỏ lắm rồi. Đi nó cứ giật lùi lại thôi. Nó nhỏ là kiểu nó dễ trúng hơn à? Ừ, đúng rồi, tỷ lệ trúng cao hơn. Ai muốn test nhân phẩm ra test đi. Hết đồ để test rồi, giờ hết nước rồi. Ôi trời mưa này, khó nhìn thật đấy. Bởi em một mình ở đây đẹp lắm mà. Hay lát bắn map angle đi. Ok. Bắn kiểu như thỉnh thoảng được 7 úp. Sao chơi game sẽ chi mơ đi nhanh vậy. Kiểu đi à biết tự nhiên em bị lát nó đưa tới đây. Không biết rồi. Mình cũng thích cái kiểu lát đấy. Bây giờ yeah. Lát phát nhảy phát rồi kia. Cái gì chớp mình còn nước nè bạn ơi. Với lưu chọn đi này. Okay. Không có nước, thank you nha. Chị chọc đi rồi. Chịu đi chọc đi là chịu luôn. Mấy banana thôi. Tấn hình dòng vai nam Vai yếu. Cô này chai hạt nhiều nhỉ. Trời quá lạnh luôn. Các bạn biết bây giờ miền Bắc bao nhiêu độ không? Người 10 độ thôi. 9 độ. Ừ, học sinh được nghỉ học hết rồi. Kiểu vào là chạy bo. Giờ học sinh được nghỉ nhiều mà. 90 độ này cho nghỉ hết. Quay làm sao mà học nổi. Kiến thức nó ra não hết. Làm cái gọi là kiến người hợp lý. Giờ cóng như này cầm điện thoại không được chứ. Cầm điện thoại không được mình cầm cái khác. Cầm gì? Đó Steam hồi nhiên nghe. Gì má? Cầm cái gì là do bạn tưởng tượng đấy. Đúng rồi. Mình đang cầm súng. Ê, bàn tay chị có to hay là nhỏ? Tay chị á, tay chị vừa. Ôi ôi, thế tay chị nhỏ cầm cái gì cũng to đúng không? Phải nói như vậy. Đấy, tay chị nhỏ cầm cái gì cũng to. Nãy có thính ở bên này này. À chị có cái thính. Thính ở trước mặt đây luôn. Nãy thấy thính khói ở đâu đây. Hết khói rồi. Cái thính hết khói. Bây giờ đi xe nó bình thường nè. Nãy đi bộ dùng. Đây thính đây này. Thính đây.
Hãy như vậy, vì như vậy rất tốt với sức khỏe. Đúng rồi. Chị bắn thính này. Đúng rồi. Ôi, nó mặc đồ cỏ. Áo gờ. Rồi, nó mặc đồ cỏ. Bắn đi. Mình còn áo gờ. Ấy, đồ đội mình có thính luôn hả? Nát vậy. Ui, đồ cỏ mà nằm map này ấy thôi, không nhìn thấy gì luôn ý. Thấy mưa mưa đấy. Thêm cái flash 2 nữa thôi, tàn hình. Invisible luôn. Nó nằm đâu ở đây? Mình nghĩ quanh mấy tảng đá dưới không? Lại lại như game nãy á. Kiểu kiểu vậy. Không phải lo, tôi là auto top 1 á. Tính hay tính. Chị Xu chơi với em có bao giờ bị trừ điểm đâu. Đúng không? Có em. Trời trời trời, hồi nào, hồi nào. Thấy em là bị trừ suốt. Thế chị chơi với em bị trừ, chị chơi với người ta không bị trừ rồi. Sao chị nói có kìa. Có thời gian. Sao bot rồi. Bot rồi thì nó lại đấy. Ôi nó nằm. Ôi có người luôn. Bot to lắm. Ôi bo. Bo chị Dâu. Cô thấy không? Phải nhỉ, nó nằm nãy giờ ở đây rồi mà. Nó nằm nó cam thính luôn hả? Tao lút thính nó không bắn luôn. Ý là team mình chạy qua thính nó còn không bắn luôn á. Đuổi rồi. Nó đi chưa? Toàn rồi. Nó đâu rồi, nó có cái băng đạn không chị? À đây nó có một đồ cỏ đây. Ốp rồi. À thằng này nó lút thính nãy giờ mụ nội mày dễ thương. Nằm yên này à. Thế mà mình đi qua nó không bắn. Hay thấy đông quá. Thấy đông quá. Mình đè bên đầu nó 3-4 lần luôn á mà nó không bắn. À, đúng là game không dành cho người bị tim thòng. Rồi đó em chơi em bị tim thòng, thòng với em hết thòng. Thòng tim luôn. Với hết người mà chưa thấy tim nào nó lại nó bắn nhá. Ước gì hết trời mưa đi. Trời mưa này xa chưa? Resort qua rồi này thì chỉ có Painan thôi, Painan mới đi lối bên này thôi. Đi đằng này có người không? Có gì đâu. Người nó bắn curse hay gì á. Giờ ai ra chuột bạch giả bot đi. Hay để mình giả bot ra. Bắn luôn kìa. Bot không bắn vậy em ơi. Đủ rồi cho bot. Ai bó nó bắn vậy nó mới ra. Vãi trưởng. Bót bắn vậy em ra. Bạn này vui tính phết. Có thính kìa, ra chỗ thính luôn đi. Là hả? Kênh livestream của bạn ấy có 8 người xem quá. 8 người xem. Đủ vậy. Mấy anh em đằng kia nó bắn mém nóc chị rồi. Sợ vậy chứ. Mấy máu chỉ còn 1 chấm luôn, đúng 1 máu luôn. Sợ vậy rồi mẹ. Gì? Mấy nằm y. Mẹ nãy giờ mình đi qua, đi lại, không bắn. Nhưng mà lúc có ông boss thì lại bắn cái đùng. Nghĩ kiểu, nó nghĩ là kiểu bắn không kịp ấy. Nên là bắt lẻ. Vậy là tim mình tản ra bắt đầu nó bắn. Bên trái nè. Có luôn này. Này mà ư. Ui chứ mặn nhiên có. Đây hết chưa ta? Chưa chứ mặn nhiên á. Mới nóc mà. Chứ mặn hả? Thế sao? Từ đó mình quan sát. Enemies ahead. Với tặng đá như bình thường. Đứng từ vị trí của ANM Penguin. Ok chua. Y tính, y tính. Bây giờ em sẽ không đẩy lên cho nó cứu. Mẹ mày không cứu đây. Đủ vậy. Qua đây nó phải ném xe bốc thôi để kiếm chứ.
lát trời. Con Lily. Lũ mê cái mạng chó. Bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui trời, mấy thằng này nó ngồi yên mà em bắn không được rồi. Rồi xong. Ủa em. Ủa em gì? Nhéo hả? Bật rồi. Gì á? Yeah. Đâu, nó bị lag đấy, nó bị lag xong rồi máu chưa cứu được, nó bảo cứu. Nó bị lag. Đấy, nó bị lag mà. Cứu xong rồi lại bảo cứu em. Vãi trường. Vãi nồi. Chết, không cảm ơi, bây giờ mày muốn chống. Ừ, nó bị lag, cứu không được ấy. Nhìn cứu không được nhá, thực ra cứu được rồi. Không chơi game chỉ biết khóc à. Sợ quá Nhiên ơi. Em làm chị sợ quá đấy. Không cho mấy cái này bắn được à. Thôi không biết sao mình đổi ý được rồi. Không bị gạt. Gung quá nè. Nó bắt đầu gì? Chủ nhật có cái gung quá. Gung hả? À? Chị cũng gung nè. Team chủ nhà gung bảnh nồi rồi đó. Team má đủ vậy. Team Fury, Phantom với kẹo đi bò bài đái. Ừ, vậy đó, tìm chủ nhà. Chạy kiểu vậy, tìm chủ nhà. Tìm chủ nhà mà gặp nhau thì chạy đi, đừng có bắn. Lỡ không cho chạy sao vậy? Mình tìm cách mình né cái ví dụ mà gì đó, cast mà nó spec nguyên mình thì kiểu mình vờ như mình không thấy nhau, kiểu vậy vậy. Ví dụ nó một mà thấy NM thôi thì ra nha. À, mọi người không biết cái bắn nóc mà mình biết chứ. Ủa sao mà 6 team của nhà luôn mà sao không bắn nhau chị? 6 team luôn mà. 5 team thôi. À 5 team. Chứ bạn Nhiên kìa. Không có đâu chị, không có đâu. Này thế nhờ. Ủa chính đồi nữa à. Lại về chỗ đồi nãy của mình luôn. Nhiên ơi, lát để chị Nhiên ơi. Chứ mặt em. Lá cái. Chỗ nào má? Lá quá. Mày trên đồi em ơi. Trên đồi này. Dạ dạ. Ủa sao thằng kia bị nóc bo rồi? Ủa chết bo rồi. Cú vít với chúng tôi. Ôi đi mẹ lút đồ. Phía sau khu nhà. Ui. Trời ơi, giật cả mình luôn.